Tử vi tuổi Sửu tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, chương trình luận giải tử vi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của người tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch tới đây. Vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc tuổi Sửu sẽ ra sao? Tuổi này sẽ có con đường thần tài mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp thì con giáp này có gặp phải những khó khăn và trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên sẽ xảy đến những chuyện như thế nào trong tháng này? Và để nắm rõ được vận trình của mình ra sao thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm được chi tiết và cụ thể. Trước khi đi vào nội dung chính, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào biểu tượng nút chuông để theo dõi tử vi quý anh chị nhé. Đầu tiên là tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 âm lịch và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Sửu, tuy nhiên có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Sửu sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12 năm 2020, tức ngày 23 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và mệnh chủ Đinh Sửu sinh năm 1997. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12 năm 2020, tức ngày 4 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và mệnh chủ Đinh Sửu sinh năm 1997. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12 năm 2020, tức ngày 16 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12 năm 2020, tức ngày 28 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Sửu cho thấy rằng sự nghiệp của bản mệnh vẫn chưa có được sự khởi sắc. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong khoảng thời gian này, nếu bạn càng cố làm những công to, việc lớn thì càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Đây là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Thầy Gia Cát khuyên bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân. Bạn không nên sợ hãi thất bại, bởi thông qua những lần thất bại bạn có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành bước đệm trong tương lai. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường danh sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đây còn là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Ngoài ra, vật phẩm cũng hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Ngoài ra, vật phẩm cũng hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ hai là mặt tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Sửu vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng này, một phần do bạn còn đang chần chừ, do dự trước các cơ hội nên còn bỏ lỡ thời cơ làm ăn kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm nữa. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào, đề phòng bị lừa gạt.
Trong tháng này, bản mệnh đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 12 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, gỗ huyết long, tị dậu Sửu, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ ba là mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Sửu cũng không được thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua, nhìn nhận thực tế các mối quan hệ xung quanh. Bạn là người cứng nhắc, bạn không chủ động cũng không chịu mở lòng, vì vậy nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành được. Hơn nữa, bản thân bạn còn đang giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Phương diện tình cảm trong tháng này với bạn mà nói rất tiêu cực, bạn nên mở lòng để đón nhận, quá khứ cũng chỉ là để quên đi, tương lai đang đón chờ bạn ở phía trước. Những người tuổi Sửu đã có gia đình cũng không mấy êm ấm trong tháng này, công việc cuối năm bận rộn vô tình kéo bạn ra xa gia đình, hay bạn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau, do đó tình cảm cũng dần phai nhạt, cần chú ý. Thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Cộng thêm trong tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của người tuổi Sửu. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai, người đã có người yêu lại dễ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ làm rạn vỡ mối quan hệ đã có. Bản mệnh cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy là tam giác khai vận, tị dậu Sửu để hóa giải những xui xẻo, thị phi bổ vây, kích đào hoa, tăng nhân duyên hòa hợp. Thứ tư là mặt sức khỏe. Tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhất chính là vấn đề sức khỏe, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bản mệnh không nên làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ, hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Cộng thêm trong tháng, tinh thần bản mệnh luôn trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mỏi mệt ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở nữa. Bản mệnh nên tích cực đọc sách, chăm lo các thú vui tao nhã để đem lại cho đời sống tinh thần những cảm xúc tích cực nhất. Ngoài ra thì Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Sửu sử dụng vòng tam giác khai vận tị dậu Sửu, năng lượng từ những hạt gỗ huyết long và đá mã não đỏ sẽ giúp cải thiện tinh thần cũng như sức khỏe cho bạn. Thứ ba là tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tân âm kim gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Người tuổi Tân Sửu cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, chăm chỉ đọc sách, đi chùa, cầu nguyện để tâm được tĩnh lặng, nâng cao đời sống tinh thần. Ngoài ra, để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, tị dậu Sửu. Vòng sẽ tăng cường vận khí, chiêu cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ và tương trợ cho bản mệnh trong mọi việc. Cuối cùng là mang lại bình an và may mắn cho bản mệnh. Thứ hai là tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý âm thủy gặp kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời, thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Tháng 12 này, bạn có số đào hoa, đặc biệt là nếu bạn đã kết hôn, có thể là tác nhân gây hại cho các cuộc hôn nhân, cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này, cũng như cả những tháng về sau, bạn nên đeo vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba là tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ất âm mộc gặp kỷ âm thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 11 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận tị dậu Sửu. Vật phẩm sẽ tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc công danh thêm phần hanh thông rộng mở. Thứ tư là tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Đinh âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Sửu nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Tháng 12 âm lịch năm Canh Tý đối với Đinh Sửu, đây là tháng học, đây là tháng xây, đây chưa phải tháng hưởng, chưa phải tháng tựu thành hoa kết thành quả,
khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần Đinh Sửu bền tâm vững chí, để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén những điểm mạnh mình sẵn có. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.